Thưa quý vị, Phú Thọ được biết đến là xứ sở của rừng cọ đồi chè, là cái nôi của cây chè Việt. Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè của địa phương. Trong đó, việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chè đang được tỉnh đẩy mạnh triển khai nhằm góp phần kiểm soát nguồn gốc và chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế cho đặc sản này. Hợp tác xã sản xuất và chế biến đá hen là nơi được lựa chọn triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè an toàn để được cấp nhãn hiệu chứng nhận chè sản phẩm Phú Thọ. Các quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến sản phẩm của bà con xã Chiên được hợp tác xã kiểm soát chặt chẽ và thử nghiệm theo bộ tiêu chí chứng nhận chất lượng đã được phê duyệt. Từ trước thì chưa có cái hợp tác này thì dân làm thì theo mạnh người nào người làm thì nó chưa vào quy trình. Thế nhưng từ ngày có hợp tác thì là nói chung là bà con làm theo cái chương trình này thì là nó vào quy củ. Với kỳ vọng sản phẩm của đá hen sẽ được cấp nhãn hiệu chứng nhận chè Phú Thọ, bà con trong hợp tác xã đang nỗ lực thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì rất may là tỉnh Thọ đã quan tâm và xây dựng một cái nhãn hiệu chứng nhận cho chè Phú Thọ. Thì chúng tôi là một cái vùng chè rất lớn và hợp tác xã cũng nằm trong cái làng nghề. Thế do vậy là chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi vẫn xác định với thành viên cái xã viên trong hợp tác xã là khi sản phẩm của mình thì nó coi như là đứa con của mình. Mình luôn phải nuôi nấng dạy dỗ. Thì cũng như là cái cây trồng cây chè của tôi thì có chăm sóc và chế biến theo đúng cái quy trình. Bước đầu, việc triển khai mô hình xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm này đang được tỉnh Phú Thọ triển khai ở 3 cơ sở gồm Hợp tác xã sản xuất chè an toàn Long Cốc, Hợp tác xã sản xuất chế biến chè đá hen và Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Phú Hà. Bên cạnh việc tập huấn và hướng dẫn cho người lao động, các cơ sở này còn đầu tư máy móc để nâng cao chất lượng chế biến, đóng gói sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Khi sản phẩm được chứng nhận, thứ nhất là người tiêu dùng biết được là cái sản phẩm này đã đạt cái chất lượng của cái nhãn hiệu chứng nhận của tỉnh Phú Thọ. Cái thứ hai được rõ được nguồn gốc xuất xứ. Thứ ba là cái sản phẩm này đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ những ý nghĩa trên, cái thương hiệu của chè trên thị trường thì ngày càng được nâng cao. Với diện tích chè hơn 15.000 hecta cung cấp sản lượng chè búp tươi mỗi năm gần 154.000 tấn, việc xây dựng quản lý khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận tại tỉnh Phú Thọ hiện nay là rất cần thiết. Việc làm này không chỉ góp phần kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người trồng chè.